bữa ăn hàng ngày của bộ đội có thịt đà điểu thay cho thịt lợn. Đó là câu chuyện thú vị và cũng thể hiện cách làm sáng tạo trong công tác hậu cần của Sư đoàn 2 Quân khu 5. Những chú đà điểu vẫn thường được cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 2 gọi vui là đại bàng trên bộ. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo ra thú vui đối với bộ đội trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ cuối tuần. Trong phóng sự sau, mời quý vị khán giả và các đồng chí đến thăm đàn đà điểu của đơn vị. Trước đây, khu vực chuồng trại này được dùng để chăn nuôi lợn. Đầu năm 2021, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại địa bàn đơn vị đóng quân đã khiến hiệu quả chăn nuôi bị giảm sút. Sau một thời gian tìm hiểu, đơn vị đã mạnh dạn chuyển sang mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Dù mức kinh phí đầu tư không nhiều, nhưng đàn đà điểu đã phát triển tốt. Chỉ sau 6 tháng chăm sóc, trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 70 đến 80 kg, cung cấp nguồn thịt ổn định. Hiện tại là nó bước sang tháng thứ 5 và chế độ ăn uống của nó là ăn cám và cỏ. Cỏ thì chúng ta thay theo nhu cầu vì cỏ là trong ở đơn vị. Còn đối với trường hợp cám là đến tháng thứ 5 thì mình cho nó ăn 1 kg mốt một con theo nhu cầu của kỹ thuật. Đấy, còn về nước thì mình bảo đảm hàng ngày. Từ hiệu quả bước đầu, Sư đoàn 2 đã mở rộng chuồng trại, đầu tư máy xay cỏ, máng thức ăn, cũng như bố trí thêm khu vực trồng rau làm thức ăn cho đà điểu. Từ hai chuồng nuôi có diện tích trên 3.000 m2, năm nay đơn vị dự kiến mở rộng thêm 2 đến 4 chuồng nuôi khác. Ngoài dê, bò, gà, lợn, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm đã mở ra một hướng đi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tăng gia sản xuất của Sư đoàn 2. Nhiều đơn vị bạn và người dân địa phương cũng đã liên hệ với đơn vị để tìm hiểu về mô hình chăn nuôi độc đáo này. Qua khảo sát các đơn vị trong toàn sư đoàn thì đủ điều kiện để triển khai và xây dựng cơ sở để nuôi đà điểu. Mà thời gian qua thì chăn nuôi đà điểu thì chúng tôi có kinh nghiệm là tổ chức nuôi những khu vực là yên tĩnh, không có tiếng ồn, sao cho dân cư thì đàn đà điểu để phát triển tốt hơn và cho năng suất cao hơn. Khu vực mà tôi đang đứng ở đây thì có diện tích không hề lớn, tuy nhiên thì có khoảng tầm 60 con đà điểu đang được nuôi nhốt tập trung tại đây. Đây chính là cái nguồn thịt dồi dào để bổ sung vào bữa ăn của bộ đội. Mô hình nuôi đà điểu tại Sư đoàn 2 thì đã được thử nghiệm thành công và hiện nay đang được Quân khu 5 triển khai nhân rộng trên toàn các cơ quan đơn vị.